Mừng tất cả bạn đã đến với tin kinh tế nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và trước khi bước vào bản tin thì mình kính chúc cả nhà có một ngày làm việc thật là vui vẻ, hiệu quả và năng suất như mọi người. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu vào những bản tin nóng có trong ngày hôm nay. Nga bắt nghi phạm đánh bom quán cà phê. Ủy ban điều tra Nga thông báo bắt Trebova, người bị cáo buộc gây ra vụ nổ quán cà phê ở St. Petersburg, khiến blogger quân sự Tarasky thiệt mạng. Các nhân viên của Ủy ban điều tra Nga cùng các cơ quan liên quan đã phối hợp bắt Daria Trebova do nghi ngờ người này liên quan tới vụ nổ tại quán cà phê ở thành phố St. Petersburg. Ủy ban điều tra Nga đăng trên Telegram hôm nay. Tuyên bố của Ủy ban điều tra Nga được đưa ra sau khi xuất hiện video cho thấy Trebova, 26 tuổi, cư dân St. Petersburg, đi bộ tới quán cà phê, mang theo một chiếc hộp nhỏ, bên trong có thể chứa bức tượng bị gài thuốc nổ. Bộ nội vụ Nga trước đó đưa Trebova vào danh sách truy nã vì nghi ngờ liên quan tới vụ nổ. Nghi phạm bị bắt vài giờ sau vụ nổ. Vụ nổ hôm 2 tháng 4 tại quán cà phê ở St. Petersburg khiến blogger quân sự nổi tiếng Vladimir Tarasky bị thiệt mạng và 32 người bị thương. Truyền thông Nga dẫn lời nguồn thảo tin cho biết vụ nổ xảy ra sau khi Tarasky nhận gói hàng từ một cô gái. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay các blogger như Tarasky là những người bảo vệ sự thật và chỉ trích phương Tây không nhanh chóng phản ứng với vụ đánh bom. Các nhà báo Nga luôn phải đối mặt với mối đe dọa từ Kiev. Bà Zakharova đăng trên Telegram dường như cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công. Tarasky, 40 tuổi, tên thật là Maxim Fomin, có hơn 500.000 người theo dõi tên Telegram và thường cập nhật về chiến dịch của Nga ở Ukraine. Rất nhiều ngày thường đăng các video phân tích tình hình quân sự thực địa và đưa ra lời khuyên cho binh sĩ Nga. Hồi tháng 8 năm 2022, Tổng cục Liên bang An ninh Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ đánh bom xe học giả Alexander Dugin ở ngoại ô thủ đô Moscow khiến con gái ông thiệt mạng, song Kiev phủ nhận. Tin tiếp theo, lính Nga kể nỗ lực đánh chặn rocket tầm xa Ukraine. Khẩu đội trưởng tên lửa Boost của Nga cho hay rocket phóng từ pháo HIMARS của Ukraine bị phát hiện và đánh chặn khi giảm tốc để tách tầng. Truyền hình quân đội Nga Venda ngày 3 tháng 4 đang phóng sự về hoạt động tác chiến của tổ hợp tên lửa phòng không Boost tại Ukraine. Trong đó, khẩu đội trưởng kể về lần đối đầu với bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất được Mỹ cung cấp cho Ukraine gần đây. Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất kết hợp rocket M-26 với bom đường kính nhỏ GBU-39 được phóng từ pháo phản lực HIMARS cho phép tấn công mục tiêu từ khoảng cách 150 km với độ chính xác cao. Loại vũ khí này có thể giúp Ukraine tấn công nhiều mục tiêu của Nga ở ngoài tầm bắn của đạn HIMARS thông thường, trong bối cảnh Washington vẫn từ chối cung cấp tên lửa đạn đạo cho chiến thực ASTAC cho Kiev. Quả rocket GLSDB bị phát hiện ở độ cao 15 km khi đang bay ở tốc độ gần 2.000 km/h. Đầu đạn sau đó được tách khỏi tầng đẩy, khiến tốc độ của nó giảm đáng kể, còn 900 km/h. Đó là lúc chúng tôi phóng đạn và tiêu diệt mục tiêu thành công. Treti, chỉ huy đội trưởng đội tên lửa phòng không Boost của Nga tham chiến tại Ukraine cho biết. Hình ảnh trên video do Venda công bố cho thấy khoảnh khắc tên lửa Boost khai quả, nhưng không thể hiện thời điểm quả đạn đánh chặn rocket GLSDB trên bầu trời. Các khẩu đội phòng không như Boost thường chỉ có vài giây để phóng đạn kể từ lúc phát hiện mục tiêu. Nhằm tránh để lỡ thời cơ, họ cũng phải nhanh chóng di chuyển khỏi trận địa sau khi khai quả để tránh nguy cơ bị tập kích. Cô Batik, lính lái xe, nói rằng riêng khẩu đội của anh đã di chuyển hơn 5.000 km kể từ khi tham gia chiến dịch tại Ukraine. Quân đội Nga nói rằng GLSDB là vũ khí mang tính thử nghiệm và chưa được đưa vào biên chế lực lượng vũ trang Mỹ. Quá trình chuyển giao cấp tốc cho Ukraine là nỗ lực nhằm thử nghiệm loại vũ khí này trong thực tế, nhằm đánh giá năng lực đối với lưới phòng không Nga. Giới chức Nga hôm 28 tháng 3 tuyên bố lực lượng nước này đã lần đầu đánh chặn rocket dẫn đường GLSDB, địa điểm diễn ra sự kiện không được công bố, nhưng truyền hình quân đội Nga nói rằng đơn vị của Tripti trực thuộc quân khu miền Đông và đang tác chiến gần thành phố Olenda thuộc tỉnh Donetsk. Giới chức Mỹ khi đó cho biết không có thông tin về sự việc. GLSDB là dự án hợp tác triển khai từ năm 2019 giữa Boeing với tập đoàn quốc phòng Saab của Thụy Điển. Nhà sản xuất Boeing cuối năm ngoái đề xuất khởi động dây chuyền chế tạo GLSDB để cung cấp cho Ukraine. Trong bối cảnh kho dự trữ vũ khí của Mỹ và đồng minh đang cạn dần, Ukraine ngày càng cần nhiều vũ khí dẫn đường hiện đại. Với tầm bắn 150 km, GLSDB có thể đánh trúng các vị trí của Nga nằm xa sau chiến tuyến tại vùng Donbass, tỉnh Zaporizhia
và Kherson cũng như phía bắc bán đảo Simea. Đạn GOSDB được dẫn đường bằng vệ tinh có thể chống chịu một số biện pháp chế áp điện tử và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Mỹ còn khá nhiều rocket M-26 và bơm GBU-39 trong kho, khiến hệ thống GOSDB hoàn chỉnh sẵn sàng hơn nhiều so với các vũ khí dẫn đường khác. Bản tin tiếp theo, Nga lập đội tàu ngầm mang ngư lôi sóng thần phóng xạ. Nga quyết định lập đơn vị chuyên vận hành các tàu ngầm sử dụng siêu ngư lôi Poseidon, loại siêu vũ khí có năng tạo sóng thần phóng xạ. Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập đơn vị tàu ngầm hạt nhân làm nhiệm vụ đặc biệt tại bán đảo Kachatka. Lực lượng này sẽ bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin giấu tên thân cận với quân đội Nga cho biết hôm nay, bán đảo Kamchatka nằm ở khu vực biển Đông Nga giáp với Thái Bình Dương và biển Okhotsk. Nguồn tin giấu tên tuần trước tiết lộ quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng để đặt căn cứ tàu ngầm đặc biệt ở Kachatka dự kiến hoàn thành vào đầu năm tới. Thêm rằng ngư lôi Poseidon sẽ được trang bị cho tàu ngầm Belgorod và Khabarovsk để thực hiện nhiệm vụ răn đe chiến lược. Tàu ngầm hạt nhân làm nhiệm vụ đặc biệt là cụm từ được Nga sử dụng để mô tả các tàu ngầm chuyên mang ngư lôi Poseidon thần biển. Đây là một trong những siêu vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố tháng 3 năm 2018. Poseidon được coi là một loại tàu ngầm không người lái, sử dụng động cơ hạt nhân cỡ nhỏ, giúp nó có tầm hoạt động khoảng 10.000 km, độ suất vượt qua khu vực Bắc Đại Tây Dương. Các chuyên gia Nga từng tuyên bố Poseidon có tốc độ tối đa 200 km/h. Nó có thể tiếp cận lãnh thổ đối phương ở độ sâu lớn, cũng như tăng tốc để cắt đuôi khi bị phát hiện và sau đó quay lại chế độ di chuyển bí mật với tốc độ thấp, nhằm tung đòn bất ngờ phá hủy cơ sở quân sự, nhóm tàu sân bay và các mục tiêu quan trọng của đối phương. Đầu đạn hạt nhân của Poseidon có sức công phá tương đương 2 triệu tấn thuốc nổ TNT. Trên lý thuyết có thể tạo ra sóng thần chứa phóng xạ nhằm vào thành phố Duyên Hải hoặc căn cứ hải quân gần nhất của đối phương. Nga đang theo đuổi hàng loạt dự án chế tạo vũ khí hạt nhân để uy hiếp lãnh thổ Mỹ và các đồng minh. Đánh giá năng lực hạt nhân toàn cầu được Lầu Năm Góc công bố năm ngoái có đoạn. Viện Hải quân Mỹ cho rằng ngư lôi Poseidon đã thay đổi hoàn toàn khái niệm về những vũ khí hạt nhân triển khai từ tàu ngầm. Điều đáng sợ nhất là nó có khả năng vận hành tự động. Một quả Poseidon sẽ gây tác động rất lớn về mặt chiến lược, vì đó là hệ thống triển khai đầu đạn hạt nhân mới và không nằm trong quy định của các hiệp ước kiểm soát vũ khí hiện nay, cơ quan này cho biết trong báo cáo năm 2022. Tiếp theo là một tin liên quan giữa Mỹ và Trung Quốc. Lầu Năm Góc lay hoay giải thích về diễn biến vụ bắn hạ khí cầu Trung Quốc. Giới lãnh đạo quân sự Mỹ đưa ra lời kể bất nhất về lý do họ không lập tức bắn hạ khí cầu Trung Quốc hồi tháng cuối tháng 1, khiến phe Cộng hòa chỉ trích chính quyền Biden. Mỹ hôm 4 tháng 2 triển khai tiêm kích bắn hạ khí cầu Trung Quốc vì cho rằng đây là khí cầu do thám, bất chấp Bắc Kinh giải thích đó là khí cầu dân sự phục vụ mục đích nghiên cứu khí tượng bay lạc vào lãnh thổ Mỹ. Phe Cộng hòa và cả một số nghị sĩ dân chủ đã chỉ trích chính quyền Biden phản ứng chậm vì vụ bắn hạ được thực hiện 7 ngày sau khi khí cầu vào lãnh thổ Mỹ. Những lời chỉ trích càng gia tăng khi các lãnh đạo quân sự Mỹ tuần trước đưa ra lời kể bất nhất về lý do họ không bắn hạ ngay khí cầu. Jen Van Het, người đứng đầu Bộ Tư lệnh phương Bắc quân đội Mỹ, cho biết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin đã không yêu cầu ông đưa ra đề xuất phản ứng cho đến khi vài ngày sau khi khí cầu Trung Quốc bay vào Mỹ. Trong khi đó, phát ngôn viên của ông Austin nói rằng ngay từ đầu việc ông đã yêu cầu Van Het đưa ra khuyến nghị nhưng tướng này không nêu lên phương án bắn hạ. Van Het nói lần đầu tiên ông biết thông tin về khí cầu Trung Quốc là ngày 27 tháng 1 khi nó đang hướng về Alaska. Lượng tình báo không lập tức đưa ra cảnh báo vì họ từng thông báo với NORTHCOM về chương trình khí cầu do thám của Trung Quốc vài tháng trước đó. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một khí cầu như vậy được phát hiện bay về hướng về Alaska. Van Het nói rằng ông đã trao đổi với tướng Matt Milley, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, về kế hoạch điều chiến đấu cơ để đánh chặn khí cầu vào hôm sau. Song do nó không cho thấy động thái nguy hiểm, ông không có quyền để bắn hạ. Thẩm quyền này thuộc về Tổng thống Joe Biden hoặc Bộ trưởng Austin. NORTHCOM trao đổi với cộng đồng tình báo và đưa ra dự đoán về đường bay của khí cầu. Vào thời điểm đó, họ không tin nó sẽ đi sâu vào lục địa Mỹ. Ngày 28 tháng 1, Van Het chính thức thông báo cho tướng Milley và Bộ trưởng Austin qua email cho rằng khí cầu đã bay vào không phận Mỹ. Ông chỉ đạo nhóm của mình thảo luận sẵn các lựa chọn để xử lý khí cầu nếu Tổng thống Biden hoặc Bộ trưởng Austin yêu cầu. Đêm 29 tháng 1, khí cầu rời không phận Mỹ và tiến vào Canada. NORTHCOM tiếp tục theo dõi và phối hợp cùng chính phủ Canada. Van Het nói ông đã cung cấp thông tin cập nhật qua email cho Bộ trưởng Austin và tướng Milley sau hỏi 12 tiếng đồng hồ.
Để khí cầu do thám Trung Quốc bay trên khắp nước Mỹ là sẽ gặp nghiêm trọng. Tôi nghĩ đó là một tiền lệ nguy hiểm không chỉ với Trung Quốc mà còn có tất cả đối thủ của chúng ta, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton của bang Arkansas nói. Và sau đây là bản tin thứ 5, cũng là bản tin hấp dẫn nhất trong chương trình Tin Rất Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay. Vậy biết được bản tin ấy là bản tin gì thì giờ mời cả nhà hãy cùng mình đi vào bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay nhé. Mỹ, Nhật, Hàn diễn tập chung ứng phó Triều Tiên. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn tập hải quân chung với sự tham gia của tàu sân bay USS Nimitz để củng cố răn đe Triều Tiên. Cuộc diễn tập chung chống ngầm và tìm kiếm cứu hộ bắt đầu hôm nay ở vùng biển ngoài khơi đảo Jeju, miền nam Hàn Quốc và kéo dài hơn 2 ngày. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc diễn tập nhằm tăng cường năng lực của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản trong ứng phó các mối đe dọa dưới nước của Triều Tiên, trong đó có tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Ngoài tàu sân bay USS Nimitz cập thành phố cảng Busan tuần trước, Mỹ còn điều hai tàu khu trục USS Warner A. Major và USS Decatur tham gia. Hàn Quốc triển khai các tàu khu trục Seosok Chichi, Cheosong, Daechong Echong cùng tàu hỗ trợ chiến đấu Songyeong, còn Nhật Bản huy động tàu khu trục GS Umigiri. Lần nhất Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn tập chống ngầm chung là vào tháng 9 năm 2022. Trong khi đó, đây là lần đầu diễn tập tìm kiếm cứu hộ chung đầu tiên giữa ba nước trong 7 năm. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thêm, cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang. Triều Tiên tuần trước công bố một số ảnh về đầu đạn hạt nhân mới. Wonsan 31 tuyên bố thử nghiệm vũ khí tấn công hạt nhân dưới nước có thể tạo chống trần phóng xạ phá hủy hàng hải quân vào cảng. Bình Nhưỡng còn phóng thử tên lửa để đáp trả các cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington. Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, coi đây là bằng chứng cho thấy liên minh này có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Washington và Seoul khẳng định các cuộc tập trận chỉ mang tính phòng vệ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe được 5 bản tin cập nhật nóng nhất cũng như hay nhất ngày hôm nay. Và để ủng hộ kênh thì các bạn hãy cho kênh một đăng ký, một chia sẻ cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi kênh của mình ra những video hay hơn nha mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin tiếp theo.